Bèo giặt mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo giặt mây trôi chim xa tâm tính tình ta lùi, ngậm một chân hai tin đời ba bốn tin trường. Sao chẳng thấy anh một mảnh trắng chia suốt cánh thâu, anh ngồi trong đá ngả ngang đầu tương nhớ ai sương rơi đêm sắp tàn trắng tàn cành tre đưa trước ngõ làm gió là đà em vẫn mong chờ sao chẳng thấy đâu. Mùi chim bay xuống cánh đâu chỉ mời cho nhắn người đôi lời thương nhớ ai xuống rơi đêm sắp tàn trắng tàn. Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trong cánh chim trời sao chẳng thấy anh. Ôi giặt mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo giặt mây trôi chim xa tan tính tình ta rồi, ngậm một tin chung hai tin đời ba bốn tin trường sao chẳng thấy anh. Mỗi chim bay xuân cánh thâu chỉ mời cho nhắn người đôi lời thương nhớ ai xuống rồi đêm sắp tàn trắng tàn. Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trong cánh chim trời sao chẳng thấy đâu chẳng thấy anh. Vừa rồi thì Nhung vừa xong hoàn thành xong bài hát Bèo giặt mây trôi, và Nhung hát bài hát này chủ yếu để luyện âm và luyện thanh để chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình học tiếng Đức của chúng ta, học tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp. Và bài hôm nay của chúng ta đó là bài về xuống bếp. Thì bây giờ Nhung sẽ chia bảng ra làm 3 phần. Đầu tiên thì là một cột đầu tiên là về số là tiếng Pháp, cột thứ hai là tiếng Anh và cột thứ ba là tiếng Đức. Điều đấy cũng cho thấy rằng là gì, Nhung đang tập trung chính vào tiếng Pháp để cho các bạn, tại vì vừa rồi cũng có một số các bạn đã đề xuất với Nhung là chị Nhung ơi, chị Nhung dạy tiếng Pháp đi. Và Nhung nghĩ rằng là đúng là tiếng Pháp thì nó đã là một cái niềm đam mê từ trong máu của mình rồi, thì cũng không có lý do gì thì Nhung từ chối cái lời đề nghị của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì để nói về đọc các số đếm trong tiếng Pháp thì trước tiên thì Nhung sẽ chia sẻ với các bạn về cách phát âm. Thì trong tiếng Pháp nó sẽ có một số những âm căn bản như sau. Ví dụ như là âm G. G. Cái âm này
Thì khi mà Nhung học từ lúc nhỏ thì là cái âm này được được tập luyện rất là công phu, có những thời điểm mà tập đến mức là cái cổ họng nó đau luôn và phải uống nước chanh, nước muối chanh. Thì cái âm g g nó có trong tiếng Pháp, nó sẽ có hai âm là âm g g g, chúng ta cảm thấy bật ở đây cứng g g, và cái đó nó sẽ là, lấy ví dụ đó là cái từ nhà ga ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái chữ g g đấy, g đây g là gare đó. Thì trong cái âm chỉ chữ ga, chữ ga, nhà ga, thì nó có hai âm tiêu biểu của tiếng Pháp, đó là âm g và âm r. Chúng ta có gare, gare, la gare, gare, la là mạo từ, la gare đó. Thế còn ví dụ cái âm g rung không thì chúng ta có từ rare, ví dụ như hiếm khi, hiếm thấy rare, một cách hiếm thấy rarement, rarement, guerrement. Thì ngày xưa Nhung nói lúc Nhung còn bé thì tìm học cái âm này ấy, thì mọi người các bạn còn nói vui với nhau là đúng là cái âm này thì đúng là đọc ra thì hết hơi luôn đó. Thế và cái âm này phải tập luyện rất là nhiều. Thế thì Nhung sẽ đọc lại nhá, nhà ga. Thì cũng có một bạn ở trên mạng, bạn cũng chia sẻ là khi mà bạn đi sang Pháp ấy, 9 năm ấy, thì bạn ấy cái ngày đầu tiên bạn bước chân sang Pháp thì bạn ấy hỏi nhà ga đâu, thì bạn ấy đọc nhầm sang cái chữ thành giống như chữ r của chúng ta ấy. Bạn gare, người ta không hiểu bởi vì nó là la gare, la gare. Đó, cái âm đầu tiên là âm g, 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 âm g cứng ở cổ họng luôn. Và cái âm thứ hai mới là cái âm rung, là gare hoặc là radio, radio đó, thì là cái âm rung bần bật lên đó. Thế thì âm tiêu biểu tiếp theo, âm thứ ba trong tiếng Pháp, đó là âm mũi, gọi là sông na giang. Âm mũi thì trong tiếng Pháp có một số như âm mũi như thế này, ví dụ là on đọc là ông, ông, nó nghe nó giống như là ông bà trong tiếng Việt ấy, thế nhưng mà nó phải là giữ hơi từ trong bụng đẩy lên, ông, và cảm giác đi đến cái cổ họng thì mình bẹp nó xuống, bẹp cái chữ ông xuống, nén cái hơi lại, ông, ông, television, television, đó, mọi người hiểu chưa nào? Thế còn ví dụ như là in thì chúng ta sẽ đọc là anh, giống như anh em Việt Nam ấy, anh em trong tiếng Việt ấy. Thế nhưng mà cái âm anh này chúng ta cũng sẽ giữ lại anh. Buổi sáng thì mọi người vẫn hay trêu nhau là buổi sáng là phải anh, nhưng phải nằm bẹp xuống, anh phải nằm bẹp xuống chưa? Và tiếp theo là ví dụ như chúng ta có âm mũi nữa là on thì chúng ta đọc là riêng ong ong an, hoặc là ong, ví dụ 1900 một số 100 ấy, 1900. Tiếp theo mà sẽ có một số ông, một số những cái âm như thế này, thì chúng ta sẽ vào cái phần học tiếng Pháp luôn để cho chúng ta luyện nhé. Trong tiếng Pháp thì cái số 0 đầu tiên chúng ta sẽ có cái chữ r mà Nhung vừa mới nói đấy, đó là zéro. Zéro, zéro. Số 1 chúng ta có ăn, ăn. Số 2 chúng ta có cái e và u ghép với nhau thì chúng ta sẽ phát âm là ơ, nhưng mà ơ giống như kiểu chữ ơ dài ấy. Dơ, dơ. Số 3, thò, thò. Số 4, quatre, quatre, như chữ ca, quatre. Số 5, cinq, cái quy, chữ quy để bật ra chữ cờ cuối cùng, cinq. Và chúng ta nối với cái chữ ví dụ như là 5 tuổi chẳng hạn, thì nối với chữ on, cái tuổi
IELTS 5 ans, j'ai 5 ans, tôi 5 tuổi chẳng hạn như thế. À, số 6 này, 6, cái x cuối cùng và chúng ta sẽ phát âm là z. 7, cái âm P này chúng ta sẽ là âm P câm, theo đó là chúng ta sẽ chỉ đọc là 7. Số 8, chúng ta đọc 8. Và có cái chữ T cuối cùng là chúng ta vẫn phải bật cái chữ T đấy lên. Thế do đó là khi mà các bạn nối âm cái chữ ong ấy, tuổi, ví dụ 8 tuổi, các bạn phải nối âm sang thì thành cái gọi là cái liaison ấy, thì các bạn phải nối âm sang thành 8 ans, the 8 ans. Ok. Oui. 9, cái âm cuối cùng của chúng ta có chữ F. 9. Nếu như đứng một mình thì nó sẽ là chữ âm cuối cùng vẫn là chữ F. Thế nhưng mà khi nối âm sang một chữ, một có một cái từ đằng sau bên cạnh thì cái chữ F này chúng ta là phải nối sang thành V. Thế do đó là mọi người mới thấy là bé 9 tuổi, tôi 9 tuổi, j'ai 9 ans, chứ không nói là j'ai 9 ans, được chưa? Tiếp theo, số 10, this. Ok. Mình hay nói quen chữ ok tiếng Anh, thực ra tiếng Pháp thì nó phải là oui hoặc oui ou non. 11, đó cái âm mà âm mũi sông nasal on chúng ta sẽ đọc là 11. Mọi người làm tập lại cùng với Dung nhá. 11. Tuyệt vời, các bạn chắc chắn là các bạn sẽ đọc tốt hơn Dung rồi. Tiếp theo là số 12, chúng ta sẽ đọc là 12. Và khi mà chúng ta có cái từ tuổi đằng sau nữa thì chúng ta sẽ đọc là 12, nối âm sao. Tiếng Pháp nó rất là hay và tiếng Pháp nó rất là chú trọng đến cái liaison. Đó. 12. Số 13. 13. Số 14. 14. Và một cái lỗi mà Nhung rất là hay bị nhầm từ lúc mình còn bé, đó là Nhung rất hay quên cái chữ R của cái chữ 14. Mình rất hay thiếu cái chữ sau chữ O có chữ R thì mình rất hay thiếu chữ này. Đó. Và hôm nay cũng là một trường hợp mình cũng vẫn bị thiếu và mình phải viết lại. 14. Số 15 nhé. 15. Nhung cũng viết thiếu mất một chữ N. Ở đây Nhung viết thiếu một chữ N, Nhung sẽ bổ sung luôn. 15. Số 16 là 16. Có một số bạn ở trên mạng ấy, Nhung thấy các bạn ấy chia sẻ là đọc là 16. Không phải. Cái này nó không đọc giống như 16 đâu ạ. Say tiếng Anh không phải thế ạ. Nó đọc là stage. Stage số 16. Số 17 ạ. Số 17 trong tiếng Pháp thì nó sẽ có một cái quy luật, đó là gì? Chúng ta sẽ ghép nhá. Tiếng Pháp nó sẽ có cái quy luật số 10 cộng với số 7 theo đúng cái trật tự. Thì chúng ta có số 10 là this. Thì chúng ta nối this thì cái âm cuối cùng của nó là gì ạ? Giờ. Thì khi mà chúng ta nối sang đây chúng ta sẽ là D-set. Và cái âm P này vẫn là âm P câm, do đó chúng ta sẽ đọc là D-set. Còn số 18, D-zit. Đó, nối âm nhá. Cái chữ D-z có chữ giờ cuối cùng thì chúng ta sẽ nối sang là D-zit. Số 18, số 19, D-nuff. Và 20 thì chúng ta sẽ đọc nó gần giống như số 1. Số 1 chúng ta đọc là anh. Thì anh như anh phải nằm bẹp xuống, anh nằm bẹp xuống buổi sáng, buổi matin, buổi sáng matin. Mọi người vẫn hay trêu với nhau là muốn nhớ được cái chữ matin buổi sáng ấy thì buổi sáng là anh cứ nằm bẹp vào trên giường ý. Anh chúng ta có chưa, chứ không là anh. Đó, chúng ta phải đọc anh. Âm lấy từ bụng đi lên, sau đó bẹp cái âm anh lại thì nó sẽ thành cái số 1. Số 12 thêm chữ vờ nữa. Thank. Vẫn còn cái âm T cuối cùng. Thank. Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta có cái từ ANS nữa, tuổi, thì chúng ta sẽ nói là j'ai 20 ans, tôi 12 tuổi. Đó, ví dụ như là bonjour tout le monde, je m'appelle Nhung, j'ai 20 ans.
với ví dụ như thế, mặc dù là bây giờ Nhung không phải là 20 tuổi nhưng mà tâm hồn thì và tính cách của Nhung thì cũng giống như là một người ở độ tuổi 20, nó rất là vui vẻ và thoải mái và rất là lạc quan và rất là muốn giúp đỡ và chia sẻ với mọi người. Đó, thì chúng ta tiếp tục nhá. Và có mắt xí, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp. Continue. Nào, chúng ta tiếp tục nhá. Đến cái phần thứ hai đó là phần tiếng Anh. Tiếng Anh thì chúng ta có từ số 0. Số 0 thì viết giống y hệt tiếng Pháp, mà chỉ có điều rằng là tiếng Pháp thì có dấu sắc accent. Accent. Thế còn đâu là tiếng Anh không có dấu sắc thì chúng ta chỉ đọc là zero thôi. Zero. Còn số 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 số 12 nhá. Chúng ta bắt đầu từ số 13 thì chúng ta sẽ là ghép số 3 và chữ T, nhưng mà chúng ta không ghép là treating mà chúng ta sẽ đọc là 13, được chưa ạ? Số 14 thì chúng ta ghép số 4 và số chữ T, 14. Số 15 thì chúng ta là số 5 là 5, nhưng chúng ta sẽ không ghép thành 15 mà chúng ta sẽ chuyển thành gì? 15. Ok. Số 16 thì nó theo tuân thủ đúng quy luật luôn là 6 và 10. 16. Đó. Và tiếng Anh thì cũng thi tuân thủ theo đúng quy luật nhá. 4 cộng với 10. Đó. 16. 6 à số 4 à số 6 và cộng với chữ T. 16. Số 7 17. Số 18 18. Số 19 19. 9. Đó. Đờ thấp ý, nhất là các bạn bị ngọng nhá thì rất là khó đọc cái chữ này. Thế và mình cố gắng mình tập. 9 19. 12 20 20. Ok. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếng Đức. Thực ra thì tiếng Đức thì là Nhung cũng mới mày mò tự học thôi, do đó là cũng không thể nào mà gọi là chuẩn được. Thì mọi người có thể góp ý chia sẻ cho Nhung nhé. Số 0 của tiếng Đức chúng ta đọc nun nun, kết thúc bằng chữ L cao cuối cùng, nun. Thế còn cái số 0 này nó sẽ khác với số 9 này. Số 9 là kết thúc cuối cùng là chữ N thấp. 9 9. Đó, hai cái âm này nó khác nhau, mình đọc phân biệt nhé. Nun nun và đây nine, được chưa ạ? Số 1 là eyes, số 2 là try, số 3 là try, số 4 là fear, cái chữ y dài y là fear, số 5 là full, số 6 zek, số 7 sieben sieben, số 8 act, số 9 noi, số 10 là sel, số 11 f, số 12 zwölf, số 13 số 13 thì trong tiếng Đức thì nó sẽ ghi thế này, tiếng Đức thì nó lại lộn lại đọc số lẻ trước sau đó để ghép với số hàng chục. Chúng ta sẽ có là gì ạ? 3 và cộng với 10. Số 3 của chúng ta là có là số gì ạ? Đây ạ. Try, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ là try cell. Số 14 ạ, sẽ là số 4 và số 10 ạ. Fear cell. Số 15 ạ. Phum cell. Chúng ta nhớ cái chữ hai cái chữ u ôm lau ở phía trên nhá. Nhưng rất hay bị viết thiếu bởi vì thực ra thì tiếng Đức nó rất là nhiều những cái dấu ôm lau như thế này. Zwölf, ví dụ như zwölf. Số 15 này, fünfzehn. Số 16 này, sechzehn. Số 17, siebzehn. Số 17 thì không phải là siebzehn mà là nếu mà đọc như thế rất là khó. Do đó thì sự người ta chuyển thành siebzehn thôi. Siebzehn. Số 18, achtzehn. Số 19 là neunzehn. Và số 20 là zwanzig. Zwanzig.
Thì bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một lần nữa nhé. Ôn lại một lần nữa này. Thì Nhung sẽ đọc đầu tiên là sẽ là cột tiếng Pháp trước. Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Sang tiếng Anh này. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiếng Đức này. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Và vừa rồi thì Nhung đã chia sẻ rất là nhanh cái phần học số đếm rồi. Và bây giờ mọi người sẽ cùng tập lại với Nhung nhá. Và Nhung sẽ biến đổi cái bài tiếng Pháp này thành bài hát. Bèo giặt mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo giặt mây trôi chiến xa tang tính tình Hà Nội, ngậm một tin trong hai tin đời, ba bốn tin chờ sao chẳng thấy anh. Và rồi mình sẽ hát lại một chút nhá, để tạo cảm hứng cho cái việc mà mình học, làm sao để cho cái việc học của mình nó thật sự là vui, nó thật sự là hứng thú. Các bạn có thể đọc giáp cũng được. Zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Ví dụ như thế. Hoặc là zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit. Ví dụ như vậy, chúng ta có thể tìm ra mọi cách để làm sao đấy để cho cái việc học ngoại ngữ của chúng ta thật sự là hứng thú. Đôi khi mà người ta bảo ô bị dở hơi hay sao, bị khùng hay sao mà lại làm những cái điều kỳ cục như vậy. Thì đôi khi những cái điều kỳ cục nó sẽ khiến cho chúng ta, tạo ra cho chúng ta một cái cảm xúc, một cái cảm giác rất là hay. Đó, hoặc là giống như là các bạn có thể hát những số đếm tiếng Anh, giống như cái bạn soi chiếc ở trên mạng đấy. Các bạn hát cái bài này, ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kệ các bạn thích làm gì thì các bạn làm, đúng không ạ? Các bạn muốn làm gì thì làm, miễn làm sao các bạn tạo được cảm hứng cho cái việc học của các bạn. Được không ạ? Đó, thì bây giờ chúng ta cũng có thể tập như vậy đối với cái phần tiếng Đức của chúng ta. Nun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Chúng ta tuy tóm lại tiếng Đức thì nó sẽ hơi khô, nó sẽ hơi khó hát. Thế nhưng mà chúng ta phải tìm cách để chúng ta học, hay là chúng ta đọc rap, hay là chúng ta đọc âm nhạc gì gì đó. Tóm lại là như vậy. Tùy theo các bạn có thể làm như thế nào để các bạn cảm thấy dễ nhớ hơn cái ngôn ngữ của mình thì các bạn có thể làm nhé. Và các bạn có thể search những cái video của bạn xoay tiết, bạn ấy hát tiếng Anh như thế nào, bạn hát số đếm nó như thế nào thì mình tập theo bạn ấy nhé. Cũng xin lỗi mọi người là bản thân Nhung cũng không hát hay, cho nên là Nhung cũng không thể nào mà chia sẻ cho các bạn sâu hơn về cái cách mà tập hát được. Các bạn chắc chắn rằng sẽ làm được những cái video clip rất là hay luôn với cái chia sẻ, cái ý tưởng của Nhung. Để chúng ta phải bắt đầu nào. Ô bà có mong xích? Ui,
Merci beaucoup. Je te remercie oui, parce que vous avez participé dans notre cours, dans mon cours. J'affirme que dans le temps prochain, j'ai donné beaucoup de leçons du français, oui, parce que j'aime beaucoup le français de mon enfant. Et merci. Merci, au revoir, à bientôt.